Ok, hôm nay có cái môn mới. Một con thỏ về. Mình xin chào. Đây. Đang làm con thỏ đây. Mấy cơm bì dạ? Làm con thỏ con. Mấy cơm bì. Làm con thỏ. Mấy cơm bì nữa. Đây, thỏ là cái gì đây? Hả? Đây các bạn thỏ đây. Vòng bên kia cũng có bán thỏ. Đây là cái chợ Tân Chánh Hiệp cũ. Tân Chánh Hiệp cũ nó vòng này, còn mới là nó nằm bên kia. Đây bán đủ thứ, gà vịt, gà vịt rồi thỏ, cò cao biết không con. Mấy cò mì á? Đây là mấy cò mì. Làm con thỏ con. Từ từ làm xong rồi tới công đoạn là vui đấy, đi ba quay rồi đây. Đó là con thỏ đang thui con thỏ. Ở bụng. Ừ. Ở bụng nè. Bụng cha. Rồi, nghe thơm mùi luôn rồi. Xong rồi đó, nhanh gọn. Để ướp rượu đi. Hả? Ướp rượu hả? Rượu đó chưa? Vậy. Các cái đào dục cho ăn. Ăn uống gì? Cái đào. Bạn đang quay phim. Cha máu. Cha máu. Cha máu nè. Cha máu. Cha máu. Nãy biết lục cho cái muối vô nó hơi mặn mặn nha không các bạn. Tao thì dơ chắc người cần chứ tao múc cho nó khúc nè. Cái tay ấy dính vô đây qua không? Đứa thứ ai vô ăn trước đi chứ ủa? Nhật, Đức dính vô ăn trước đi chứ ủa? Không, mấy đứa này ăn đi. Tao tìm lại muốn cà phê ha. Mấy thằng bay ăn đi. Để ăn đi, khô bia nó uống đi chứ ủa? Thì mình lấy cái... Được rồi, bữa cũ cho anh... Mày có quẹt cái đó lửa được rồi. Có quẹt chưa? Đấy nó đũa lên đây. Sao té chơi một giờ che luôn hả? Này hơi bị cay, sao té cay. Cô chờ cái này. Đang nó có mấy đứa nít nó có ăn không? Này nó có ăn uống gì bao nhiêu đâu. Cay quá nó ăn không được. Ừ.
Ừ, đợt này tới chặt miếng mà lớn à? Không, để cho thở lột tí cái gì lấy kế sáp để mà. Trời nó to nướng nó. Để nguyên luôn đây nè. Để cho nó thở bị lâu. Muối 5 thấm thở. Lụa muối cái hũ muối như vậy. Muối ăn mẹ. Muối ăn đó mẹ. Xóa đâu? Mẹ đó ai xả? Xóa đó mẹ. Ướp trước cho nó thấm không cô? Ướp thêm 15 20 phút cho nó thấm trước. Có bánh tráng không? Đá hình như mày. Xóa đâu? Ấy mà, có mà. Lấy ra đây đi, lấy ra đây đi cho nó. Xét đây để nước không? Muối đâu? Xét đi. Xét không đập ra đây cũng được. Nói bao nhiêu? Nói bao nhiêu tao đuổi. Làm bao nhiêu đi. Không cắt chứ, cắt xéo chứ. Cắt mà bỏ vô đây là nó giữa cái thịt liền. Vậy mình ướp liền đi ha. Muối liền ừ, chứ bỏ vô đây là giữa cái thịt liền. Cái xếp có ra 150 một tấn mấy triệu. Ngồi xếp qua đây, bây giờ ít nhé, cử con trao. Không, tao vậy chứ nó. Má mỗi lần mình tập trung là mình ngay bên này đã cứu lên vì là. Bên đây đâu không? Bên đây đâu không? Ủa, mua chiếc render. Không, chiếc render đó không phải của ông Nam. Nay nghe nói nó cũng tốt luôn rồi. Gì? Trời ơi, giờ kinh tế nó mấy trăm khi mà đã làm thịt xong rồi là được phải rửa nước lạnh, nước lạnh là nó tanh, phải rửa rửa bằng rượu ướp rồi cho nó thơm. Chị sinh ra trên gốc rạ làm sao mà chị thoát được cái này? Chị sinh ra trên gốc rạ. Chuẩn bị đi ra bãi thông gió lửa ấy là lên đầu nữa. Không ăn hết luôn, nói chung cái thua 1-2 trận mà còn ăn là nhiều lắm. Ăn mà từ đầu trận đó vậy đó, từ dưới ăn 2 trận bộ. Nói chung là trình độ bánh bán giờ nó cũng ngon nha rồi. Anh nồi mới bán mà anh nổi tiếng rồi cũng dễ. Đúng rồi, mấy người bắt trái chứ. Mấy nào mấy cái thằng lớn lớn thua độ không vậy đứt nè. Mẹ mấy cái nói chung là kèo dưới ăn đó. Tập gì vậy? Cũng tập ra tập lum vô trong đồ trong nồi rồi kìa. Cái mùa này mà đi luồn công tay mà là dễ đủ lắm. Kèo kiếp tôi thấy có mấy dạng ăn đâu có thấy được nào đó. Nó một nồi giống á mà. Để nhân lọc nha. Ông lọc giờ nào còn ở đâu đau mà sao không mọc không tham gia mấy môn này đâu. Ông ăn mấy con tôm là ok lắm nè. Lọc đưa lên khoai luôn hả? Ờ, cái này cũng nước hả? Chụp lên đưa lên khoai lên cho lợi. Sao nãy giờ nhập cái này nãy giờ trái quên luôn trái mà đâu hả nãy giờ nhập cái lai trong bụi dừa nó đâu lai đầu lai nó tao được giờ nó cháy thôi thôi nhưng mà tao tự nhiên bây giờ nó cháy vậy là nó cháy hết nó chưa chín hết nó cháy khác hả đang thui khó ăn lắm đúng rồi cháy quá đó rồi mày mở ra đây cho thổi cho tao ốp lại thôi ốp lại tát đạo không giờ tát được không vậy từ từ để đi chửi nhanh thôi mình chửi nhanh thôi chửi nhanh từ để cái này lên thâu khối đó tôi nó đen không chửi nhanh thôi à chửi mình chỉ là không có ảnh hưởng gì mà mình không có ảnh hưởng gì để vào cái chén ở trong rồi cho nó chín lại nữa. Cái nào cũng mặn thì nó cục là quá mặn. Cái mặn là mặn dữ lắm à. Hơn mặn. Không thương. Không chấm cũng được nhưng mà phải chấm cho nó có vị. Được mặn. Cái mặn quá. Bình an đã đi chơi nào. Ba mình miếng ngon, ăn rồi miếng chân lắm.